Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Chúa, trong sự ngợi khen thờ phượng. Và chúng ta cũng đến ở trước mặt Chúa trong những lời cảm tạ. Anh chị em, như điều mà buổi học Kinh Thánh của chúng ta thường thực hiện, đó là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa cho những việc Chúa làm. Nếu chị em có những kinh nghiệm nào tươi mới ở trong ơn của Chúa ở trong những ngày qua, nhất là những điều chúng ta học hỏi lời của Chúa, chúng ta áp dụng trong đời sống thấy kết quả như thế nào, hay là trong đời sống của chúng ta có những nhu cầu chúng ta cầu nguyện mà Chúa Ngài đã đáp lời, Ngài chữa lành, Ngài ban phước, Ngài mở đường cho chúng ta như thế nào. Ở dưới dòng bình luận, tôi khuyến khích anh chị em chúng ta nói lên để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh và chào mừng hết thảy quý bạn chị em về đây để chúng ta học hỏi lời của Chúa, và các đệ tớ, các con cái của Chúa ở khắp nơi cũng vào để cùng học lời Chúa với chúng tôi trong thời giờ này và những giờ sắp đến ở trong ơn của Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Lên Trốn Cao Hơn, và tôi xin mời anh chị em chúng ta sẽ học một bài học mà tôi tin rằng đây là điều phải có trong đời sống của chúng ta, đó là nhắm vào mục tiêu cao hơn. Thực tại mà chúng ta tìm thấy ở trong Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay, đó là có nhiều Cơ Đốc nhân sống một cuộc đời cách không mục tiêu, không hướng đi một cách rõ ràng, và không có một ước muốn tăng trưởng lớn lên ở trong ơn của Chúa. Nhưng chị em, đó là điều vô lý mà chúng ta cần phải thắng, chúng ta cần phải vượt qua, hầu cho chúng ta sẽ đi vào trong vị trí là chúng ta trở nên những người trưởng thành ở trong Chúa, những người sống đời sống như Chúa Ngài đã định, để rồi Chúa có thể sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Nguyện xin chúng ta ban ơn để đời sống của chúng ta có những mục tiêu rõ ràng ở trong ơn của Chúa. Và trong ánh sáng của sự chuẩn bị cho Ngài chúng ta gặp gỡ đấng chúng ta yêu thương, đấng đã yêu thương chúng ta trước và đã chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta. Lần đến đầu tiên của Ngài trong một thân thể của một bé sơ sinh, và Ngài đã giáng trần làm người mang lễ xác thịt, hầu cho Ngài có thể đền nợ tội thay chúng ta trong xác thịt đó. Để rồi Ngài chịu chôn và đã sống lại với thân thể phục sinh. Ngài là Chúa phục sinh của chúng ta và là cứu Chúa sống của chúng ta. Nhưng cho em có một điều khác hơn nữa mà Chúa Ngài muốn chúng ta nhận biết, đó là Ngài sẽ trở lại. Ngài sẽ sống trở lại, và lần trở lại của Chúa lần thứ hai này, Chúa đến như là Hậu Đấng để cất Hậu Thánh của Ngài lên. Ngài đến để ở trong vị trí của một quan án. Xin Chúa cho chúng ta là những người con Chúa, chúng ta nhận biết điều này và chúng ta chuẩn bị đời sống của mình để chúng ta khi Ngài chúng ta gặp Chúa, hoặc là chúng ta qua đời, hoặc là nếu chúng ta còn vinh dự sống khi Chúa Ngài trở lại để tiếp rước Hội Thánh, thì chúng ta hết thảy đều sẽ được Chúa Ngài ban phước trên chúng ta, Ngài mỉm cười trên cuộc đời của chúng ta vì những việc chúng ta tăng trưởng, chúng ta kết quả ở trong ơn của Chúa. Chúng ta trở lại với câu gốc của chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 10 cho đến câu số 11. Lời của Chúa nói: bởi chúng ta thảy đều phải ứng hầu ở trước tòa án của Đấng Christ. Tất cả chúng ta, già trẻ lớn bé, mục sư, tín đồ, chấp sự, hay bất cứ những công tác nào chúng ta có ở trong Hội Thánh của Chúa, trong cuộc sống này, chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều phải đứng ứng hầu ở trước tòa án của Đấng Christ. Và lời của Chúa nói rằng hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn ở trong xác thịt. Như vậy, có một ngày mà chúng ta phải đứng ở trước mặt cứu Chúa của chúng ta, trước tòa án của Đấng Christ. Vì chúng ta hết thảy đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, cho nên chúng ta phải có một mục tiêu, phải có một hướng đi rõ ràng để chuẩn bị cho sự ứng hầu này. Sứ đồ Phaolô đã làm quyết định này khi ông nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 24 đến 27. Và tôi xin đọc theo bản của giờ phụng vụ. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người được đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều. Song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chống hư, trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín. Tôi đấm như thế, chứ không phải là đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Anh chị em, đây là một quyết tâm hết sức quan trọng mà chúng ta
cần học theo gương của sứ đồ Phaolô. Lời của Chúa nói tới đây, cái người mà tham dự vào trong cuộc chạy đua đó, thì tất cả mọi người đều chạy. Trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta, khi chúng ta tin Chúa rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc chạy đua này. Và chúng ta thấy ở đây, trong cuộc chạy đua, ở trong thế vận hội, hay là những cuộc thi đấu, thì chúng ta thấy rằng bắt đầu có rất là nhiều người chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Đấy là chỗ mà chúng ta cần để ý trong đời sống của chúng ta. Và Phaolô nói tiếp, anh em hãy chạy như thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Như vậy chúng ta thấy ở đây hàm ý có nhiều cách chạy. Có những người chạy lấy lệ, chạy cho có. Nhưng mà cũng có những người họ quyết tâm chạy như thế nào để có thể chiếm được phần thưởng. Và để có thể chiếm được phần thưởng thì chúng ta thấy ở đây, trong câu 25, phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều. Người ta làm như vậy là để nhận được một cái vương miện. Ngày xưa là bằng lá. Thì chúng ta biết rằng chỉ một vài ngày sau, thì cái vương miện bằng lá này trong đế quốc La Mã, thì chúng ta thấy lá nó sẽ héo đi. Cái vương miện đó cũng sẽ khô theo và nó hư nát. Nếu người ta chạy cho một cái giải thưởng của trần gian này mà người ta còn phải có kỷ luật đối với đời sống của mình, có kỷ luật ở trong việc ăn uống, thì chúng ta trong đời sống thuộc linh, chúng ta cũng cần phải có kỷ luật càng hơn. Bởi vì chạy như thế nào mà đạt được giải mới là mục tiêu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều này cho chúng ta thấy một số những cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ. Đó là con cái của Chúa, là những người mà Chúa Ngài toan định làm những việc lớn xuyên qua đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có những điều kiên kỵ mà chúng ta phải giữ. Tôi thường nói, người khác có thể nói những điều họ nói, chúng ta thì không thể. Môi miệng của chúng ta được Chúa Ngài Thánh Hóa biệt riêng ra để chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta tán mỹ Chúa của chúng ta. Thì môi miệng của chúng ta phải được giữ một cách sạch sẽ, một cách trong sạch. Người ta có thể ăn bậy, nói bừa, nói càng. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải giữ cho môi miệng của chúng ta trong sạch như là một cái bình quý được Chúa Ngài sử dụng. Người ta có thể làm, người khác có thể làm những điều họ làm, nhưng chúng ta không thể. Bởi vì chúng ta đã được biệt riêng, chúng ta là thánh đồ, chúng ta là hội thánh của Chúa. Thì như vậy chúng ta phải có một tiêu chuẩn cho đời sống của chúng ta một cách tốt đẹp hơn. Như những tay đua phải kiêng kỵ đủ điều để có thể lực tốt để tham dự vào trong cuộc đua, cuộc chạy để đoạt giải. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng cần phải để ý đến điều này. Trong hội thánh của Chúa, trong các năm trước, chúng ta có những người chạy những cái cuộc chạy marathon ở trên thành phố Houston để tổ chức. Thì có những ngày của sự huấn luyện, ban đầu người ta chạy một vài mao, đôi ba cây số, rồi chúng ta thấy cứ gia tăng lên cho đến chừng đủ cái thể lực để có thể tham dự vào trong cuộc chạy. Và trong lúc mà chuẩn bị như vậy, có những loại thức ăn mà người ta tránh, mà có những loại thức ăn phải ăn. Người ta kiêng kỵ những cái điều có thể làm cho mình không đủ sức để có thể chạy được ở trong cuộc chạy đua đó. Thì đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có những điều kiêng kỵ, có những điều chúng ta không tham dự, có những điều chúng ta không làm, bởi vì chúng ta muốn đạt được giải như Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 26, trở lại với câu gốc của chúng ta. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh không phải là đánh gió. Hai cụm từ này cho chúng ta thấy khi chúng ta chạy, chạy có một mục tiêu rõ ràng, và khi đánh chúng ta cũng có đối tượng. Đánh gió tại đây đối với môn quyền Anh thì người ta gọi là shadow boxing. Đánh như là có một đối tượng ở trước mặt mình, có một đối thủ ở trước mặt mình, nhưng thật ra không có ai. Đấm những cú đấm vào, có những cái chỗ để tránh né. Và chúng ta thấy rằng người ta tập vợt như vậy để có một cái sức dẻo dai để có thể tham dự vào trong cái cuộc thi đấu. Thì cũng vậy anh chị em, chúng ta là những người con Chúa, chúng ta cần phải chạy theo một mục đích. Chúng ta đánh cũng phải có một mục đích. Cho nên hãy nhắm vào mục tiêu một cách chính xác. Nhiều người sống và phản ứng lại với cuộc sống, nhưng chúng ta biết rằng có một lối sống mà chúng ta không chỉ phản ứng lại với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm chủ tình hình.
Các mục sư đã nói lên hình ảnh này. Ngày nào tôi đến với Chúa, cái thì giờ đầu tiên trong ngày, thì tôi làm chủ tình hình. Nhưng ngày nào tôi không đến với Chúa và giao ngày đó trong tay của Chúa, ngày mới trong tay của Chúa, thì tôi phản ứng lại với cuộc đời. Mà phản ứng lại với cuộc đời thì chúng ta thấy rằng rất là mệt mỏi. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta giao cho Chúa cái ngày hôm đó, giao cho Chúa và dâng cho Chúa thời khóa biểu của mình. Con sẽ làm việc này, con sẽ gặp ai, và chúng ta dâng cho Chúa. Chúa nghe ban phước trên ngày đó. Thì chúng ta thấy rằng ngày hôm đó chúng ta cầm giữ tình hình. Tôi lấy thí dụ, khi chúng ta cầu nguyện giờ đầu tiên của ngày, thì sự bình an của Chúa lại đến với chúng ta. Chúng ta điều chỉnh cái, chúng ta chỉnh hay là chúng ta lên dây của cây đàn của chúng ta cho nó đúng với lại cái nốt nhạc. Hoặc cho khi chúng ta chơi cái bài nhạc thì chúng ta thấy rằng nó không phải là lạc giọng, lạc điệu, mà chúng ta thấy một bản nhạc tuyệt vời. Thì cũng vậy trong đời sống tâm linh của chúng ta, Chúa là tiêu chuẩn tuyệt đối tốt đẹp nhất. Và chúng ta cần phải lên dây đàn của chúng ta như thế nào để chúng ta thấy rằng nó hiệp với lại tiêu chuẩn và nguyên tắc của Chúa. Thì như vậy ngày đó chúng ta sẽ thấy đó là một ngày tuyệt vời. Khi chúng ta đến với Chúa mỗi thời giờ đầu tiên của ngày, thì chúng ta cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa Ngài mở những cánh cửa cơ hội. Con sẽ bước qua những cánh cửa cơ hội này. Con sẽ làm nguồn phước cho những người lân cận. Con sẽ chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa cho những ai mà Chúa Ngài cho con được tiếp xúc. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy và chúng ta quan sát xem cửa Chúa mở và chúng ta bước qua những cánh cửa đó, thì anh chị em tôi cam đoan bên chị em, ngày của chúng ta sống sẽ là tuyệt vời. Hơn là chúng ta cứ phải tránh né đối phó với lại đời này đổ những thứ trên đời sống của chúng ta. Và bởi vì chúng ta thiếu sự chuẩn bị, bởi vì chúng ta thiếu cầu nguyện, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải tránh né và phải đối diện với những sự khó khăn đó, những việc mà đời ném đến cho chúng ta. Thì chúng ta phải khôn ngoan, sống một cách chủ động. Chúng ta có sự chuẩn bị, chúng ta có những quyết tâm. Hầu trong mỗi ngày, chúng ta chọn sống trong sự đại diện Đức Thánh Linh khi chúng ta nhường đời sống của mình ở trong tay của Chúa. Mỗi buổi sáng, điều đầu tiên mà tôi thức dậy, tôi làm, đó là lạy Chúa Thánh Linh. Con xin giao đời sống của con, thân thể của con cho Ngài. Xin hôm nay Chúa đầy dẫy trong con và kiểm soát đời sống của con. Và khi tôi có thể làm được như vậy, tôi thấy ngày đó thì cái năng suất rất là cao và rất là kết quả. Nếu ngày nào dại dột, bận rộn, nhảy ra khỏi giường, nhảy vào trong công việc mà thiếu giao phó cho Chúa và nhường đời sống của mình cho Đức Thánh Linh kiểm soát, ngày đó kể như là ngày thất bại. Bởi vì dành hết cả thời giờ của mình để phản ứng lại với cuộc đời này. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, hãy khôn ngoan và sống một đời sống chủ động để Chúa có thể ban phước trên chúng ta. Một hình ảnh khác mà tôi thường dùng đó là như cái chiếc xe, như chiếc ô tô của chúng ta đó. Nó cần phải được bơm xăng đầy đủ. Các cái bánh xe cũng phải được bơm hơi vào cho nó căng đầy, sẵn sàng để chiếc xe đó được đưa vào sử dụng. Và có những cái bảo trì thường kỳ của chúng ta mà chúng ta cũng phải giữ, hầu cho chiếc xe của chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng tốt nhất có thể được, để có thể được đưa vào sử dụng. Hình dung với tôi cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đổ nhiên liệu vào một cách đầy đủ, khi bánh xe của cuộc đời của chúng ta được bơm hơi vào cho nó căng đủ, thì khi nhu cầu đến, chúng ta chỉ cần nổ máy là chúng ta có thể đạp ga chúng ta đi tới. Những cánh cửa cơ hội Chúa sẽ luôn mở ra trước mặt chúng ta khi Chúa thấy chúng ta sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em hãy có những mục tiêu rõ ràng và nhắm vào trong những mục tiêu đó. Hãy chọn nhắm vào mục tiêu rõ ràng, một mục tiêu cao hơn, một chỗ cao hơn trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta nhắm vào một mục tiêu cao hơn, chúng ta sẽ đạt đến đó. Khi chúng ta có mục đích rõ ràng, chúng ta sẽ thực hiện được. Bởi vì những gì chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể làm được ở trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta không có mục đích sống, thì những người xung quanh sẽ áp đặt mục đích của họ trên đời sống của chúng ta. Nhiều năm trước, tham dự chương trình huấn luyện về những người lãnh đạo, thì chúng tôi được nhắc một nguyên tắc này: những người biết cách làm việc luôn luôn làm công cho những người biết tại sao công việc đó phải làm, phải thực hiện. Trong tiếng Anh đó là the know-how always work for the know-why. Biết cách để làm những công việc thì chúng ta có thể được cái người mà biết công việc đó tại sao phải thực hiện.
vì có một mục tiêu, có một hướng đi một cách rất là rõ ràng và có một cái tầm nhìn về về công việc của mình, của công ty của mình. Thì những người chỉ biết làm công việc sẽ đi làm công cho những người biết tại sao việc đó phải được làm. Thì cũng vậy trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta biết lý do tại sao chúng ta sống, biết lý do tại sao Chúa ngày cho chúng ta một ngày mới, biết tại sao Chúa ngày ban chúng ta những ơn quyền của Ngài, thì chúng ta sẽ sống những ngày thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đặt mục tiêu trong đời sống của chúng ta một cách rõ ràng, những mục tiêu ý nghĩa. Và hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ suy nghĩ về ít nhất là 5 mục tiêu mà tôi tin rằng đây là thứ tự ưu tiên mà chúng ta cần phải có. Hãy thực hiện 5 điều này. Thứ nhất, chúng ta phải nhắm vào đường hẹp dẫn đến sự sống. Đây là một quyết định rất là quan trọng, nó có ảnh hưởng đến tương lai đời đời của chúng ta. Matthew chương 7 câu 13 đến 14 chép: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ở đây chúng ta thấy có hai con đường, một con đường rộng khoảng khoát và một con đường hẹp, một cái cổng hẹp. Nhưng nó dẫn đến hai cái kết quả hay là hai cái điểm đích khác nhau. Đường khoảng khoát dễ đi thì dẫn đến sự hư mất, và kẻ vào đó cũng nhiều. Và con đường thứ hai hay là cái cổng thứ hai, đó là sông cửa hẹp và đường chật, thì dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít, bởi vì nó đòi hỏi những giá phải trả. Đường rộng và khoảng khoát thu hút được rất là nhiều người, nhưng cuối cùng nó dẫn đến sự hư mất. Và con người có chiều hướng đó, muốn cho cái gì nó thoải mái, nó dễ dàng, và chúng ta thoải mái bắt chước theo những tội nhân và chúng ta sống cuộc sống tội lỗi. Còn con đường chật hay là con đường hẹp hay là cửa hẹp thì chúng ta thấy rằng nó không có thu hút theo bản ngã, nhìn không thấy hấp dẫn một chút nào, bởi vì dường như có nhiều kỷ lục. Nhưng anh chị em yêu dấu, lời của Chúa, chính Đức Chúa Giêsu nói, nhưng mà cuối cùng thì nó dẫn đến sự sống đời đời. Tội lỗi ban đầu nhìn thấy thì nó như là điều vui thích, nhưng mà hậu quả của nó thì vô cùng tệ hại. Cho nên chúng ta cần đặt một mục tiêu, đó là chúng ta nhắm vào trong đường hẹp, là đường dẫn đến sự sống. Khi chúng ta đi con đường này, một trong những điều mà chúng ta sẽ gặp phải, đó là chúng ta sẽ chạm trán với mọi người buông tay theo dòng đời. Như cá mà sống thì nó phải lội ngược nước, ngược dòng, nó phải chiến đấu với lại mức nước chảy. Nhưng đó là cách để con cá đó nó có thể sống được. Chúng ta thấy cái mang cá, nếu con cá nó đứng yên một chỗ thì nó không lọc được lượng không khí từ trong nước. Và trong nguyên tắc mà chúng ta làm hồ, chúng ta nuôi cá cũng giống như vậy. Nếu trong hồ của chúng ta mà nước không có di chuyển thì chúng ta thấy rằng con cá đó nó sẽ chết vì không đủ chất không khí ở trong đó, oxy ở trong đó để nó sống. Trong cái đường đi theo Chúa của chúng ta, anh chị em chúng ta năng động, chúng ta bơi ngược dòng. Thì một trong những điều chúng ta biết rằng mình đang bơi ngược dòng, đó là chúng ta bắt đầu đụng đến với những con người mà họ xuôi tay theo dòng đời đó, không có một cái cuộc sống năng động. Thì chúng ta thấy rằng chính họ là những người sẽ phê bình chỉ trích chúng ta. Để có người có chiều hướng sống ở trong tội lỗi thì muốn những người khác cũng phạm tội giống như mình, để mình có bạn, có những người cùng phạm tội. Nhưng là con cái của Chúa, chúng ta sống khác biệt. Có thể người ta thấy chúng ta như cái gai cần phải nhổ, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy và Ngài ban phước trên chúng ta và sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Cho nên hãy nhắm vào đường hẹp, là con đường dẫn đến sự sống. Thứ hai, chúng ta cần nhắm vào cuộc sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Đây là một mục tiêu hết sức là tốt đẹp mà chúng ta cũng phải theo đuổi. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 8 cho đến câu số 10, lời của Chúa dạy như sau: Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mà mình đã làm ở trong lúc còn ở trong xác thịt.
của anh chị em yêu dấu. Đây là tiêu chuẩn tốt nhất cho một cơ đốc nhân để làm những quyết định ở trong cuộc đời của mình hay là trong những cách cư xử của mình. Luôn luôn, trước khi chúng ta làm một quyết định, câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là việc này có đẹp lòng Chúa không? Có nhiều người đời sống của họ gây cho những người lân cận xúc phạm. Bởi vì họ làm mà không có một cái tiêu chuẩn để đo lường những cái quyết định của họ cũng như hướng đi của họ. Quyết định này, công việc này có đẹp lòng Chúa hay không? Thì chúng ta sống với cái tiêu chuẩn đó, chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa ngài ban phước. Vì người kính sợ Đức Giê-hô-va và rất yêu thích các điều răn của ngài thì Chúa ngài sẽ ban phước cho đời sống đó một cách tốt đẹp càng hơn. Mỗi ngày một phát triển, mỗi ngày một lên cao ở trong ơn của Chúa. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, hãy đặt tiêu chuẩn này, hãy đặt câu hỏi này: điều này có đẹp lòng Chúa hay không? Lời này tôi đang nói có đẹp lòng Chúa hay không? Và khi chúng ta đặt tiêu chuẩn này, Đức Thánh Linh sẽ rất vui để ngài chỉ ra cho chúng ta những điều mà chúng ta có thể vô tình nhưng nó nghịch lại hay là nó không đủ theo như tiêu chuẩn mà chúng ta quyết tâm sống cho đẹp lòng Chúa đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là dễ để chúng ta có thể thấy mà chúng ta chỉnh sửa. Hãy quyết tâm sống như thế nào đẹp lòng Chúa. Đứng trước một quyết định, có thể là nó là xăm xám, chúng ta không biết chắc là cái việc này tốt hay là không, quyết định này ra sao. Một trong những cái câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra đó là việc này có vừa lòng Chúa hay không, việc này có đẹp lòng Chúa hay không. Nếu không, chúng ta dừng lại và chúng ta không thực hiện công việc đó. Nếu có, chúng ta cứ bước tới. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba, chúng ta cần nhắm vào một lương tâm trong sạch ở trước mặt Chúa và loài người. Lương tâm của chúng ta phải ở trong trạng thái đó là nó không cáo trách chúng ta. Ở trong Công vụ chương 24 câu 15 đến 16: và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và người không công bình. Cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn gắng sức cho lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Chúng ta sống như thế nào mà lương tâm chúng ta không bị cắn rứt? Chúng ta sống như thế nào để chúng ta luôn có một sự nhận biết, và chính điều này sẽ giữ cho chúng ta kính sợ Chúa, đó là chúng ta biết rằng sẽ có sự cộng sống lại, sự sống lại của người công bình và sẽ có sự sống lại của người không công bình. Người công bình sống lại để được hưởng phước của Chúa và được sự ban thưởng. Người không công bình cũng sẽ phục sinh, cũng sẽ sống lại, nhưng mà để nhận sự phán xét đời đời. Khi chúng ta biết điều đó, thì trước khi chúng ta quyết định, trước khi chúng ta bước vào và bắt đầu hành động làm công việc của tội lỗi, thì tiêu chuẩn này sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ từ bỏ những điều có thể dẫn chúng ta đến chỗ chết. Sự kính sợ Chúa, nhận biết được rằng sẽ có tòa án của Đấng Christ, sẽ có sự xét xử của Chúa mà chúng ta phải trình dâng cho Chúa những công việc trong đời sống của chúng ta, luôn cả lời nói của chúng ta nữa. Những lời nói của chúng ta, một ngày chúng ta phải đứng ở trước mặt Chúa và chúng ta trả lời với Chúa tại sao chúng ta nói những lời đó, chúng ta sử dụng môi miệng của mình như vậy. Thì khi chúng ta có những tiêu chuẩn này, có mục tiêu này, thì đời sống của chúng ta luôn luôn chúng ta muốn sống vừa lòng Chúa, đẹp lòng Chúa, thì chắc chắn Chúa ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Vì sẽ có sự phục sinh, chúng ta hết thảy đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra trong chỗ này đó là lương tâm của bạn trước mặt Chúa như thế nào? Nếu ngay trong giây phút này chúng ta nhận biết Chúa ngài đang ở với chúng ta, đang ở trong buổi học kinh thánh này, đang ở tại đây với chúng ta, và nếu chúng ta đặt câu hỏi đó là lương tâm của chúng ta hiện tại như thế nào, nếu anh chị em cảm thấy có một cái gì đó, có một tiếng nói đang cáo trách chúng ta từ lúc chúng ta bắt đầu giờ học cho đến bây giờ, đó là một cái điều rất quý, rất tốt. Đó là sự cáo trách của Đức Thánh Linh. Ngài có thể dùng lương tâm của chúng ta để lên tiếng. Thì lương tâm của chúng ta trước mặt Chúa hiện tại như thế nào? Nếu nó là đã được rửa bằng nước trong, nếu lương tâm của chúng ta sống mà không thẹn ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì đời sống của chúng ta đang ở trong trạng thái tốt. Lương tâm của chúng ta trước mặt mọi người như thế nào?
Vì lời của Chúa nói cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Trong cuộc sống của chúng ta, khi nào chúng ta làm một công việc gì đó, chúng ta có thể thấy mình có thể bào chữa. Mình nói rằng ôi việc này cũng không đến nỗi tệ đâu, bởi vì rất là nhiều người làm mà. Hay là chúng ta còn thổi phồng thêm, chúng ta mọi người đều làm mà. Nhưng mà nhớ anh chị em, người không biết Chúa, những người sống không quyết tâm đẹp lòng Chúa, họ có thể nói, họ có thể làm những điều họ đã làm. Nhưng mà chúng ta thì không thể làm những điều đó. Cảm ơn Chúa. Nhắm vào một lương tâm trong sạch, không bị cáo trách. Sư đồ Phaolô nói rằng phải gắng sức cho có lương tâm không trách móc. Ở đây chúng ta thấy rằng có một sự cố gắng. Và dĩ nhiên không thuộc về sức riêng của chúng ta, nhưng chúng ta quyết tâm bước lên cao hơn, sống một tiêu chuẩn cao hơn, và Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta ở trước mặt Chúa, chúng ta không có một chút gì khó khăn trong việc đi vào trong sự hiện diện của Chúa để thờ phượng, để ngợi khen Chúa, để cầu nguyện với Chúa. Còn nếu chúng ta ngại, tôi thường dùng một cái hình ảnh để nhắc nhở các thanh niên. Khi họ tìm hiểu với nhau, họ có thể ở trên xe hơi ô tô của họ để đi chơi. Thì tôi nói rằng các con hãy nhớ và hình dung là một sư đang ngồi ở ghế sau. Thì lời nói và công việc các con phải cần phải giữ, bởi vì một sư ngồi ở ghế sau. Tôi nói ô một sư. Rồi tôi nói thêm, nếu một sư ngồi ở chỗ đó mà các con không thấy thoải mái để làm những công việc đó, đó là sai. Hơn nữa là Chúa luôn ở với chúng ta. Để ý xem việc mình làm đó, nếu Chúa Ngài đang ngồi trong xe của chúng ta, Ngài đang ngồi trong phòng đó, Ngài đang ngồi bên cạnh chúng ta và lắng nghe những lời chúng ta nói và thấy những việc chúng ta làm, thì chúng ta nhận biết điều đó, chúng ta sẽ sống một đời sống tốt hơn. Chúng ta nhắm vào một mục tiêu có một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Cảm ơn Chúa. Hãy nhắm vào mục tiêu đó. Phải gắng sức, đừng bỏ cuộc. Có những lúc chúng ta phải chiến đấu, bởi vì cám dỗ nó có thể đến với chúng ta trong nhiều cách khác nhau. Và Satan khi nó định và muốn cám dỗ chúng ta để kéo chúng ta, nó đánh ngã chúng ta, thì chúng ta thấy rằng có những bẫy rập của nó rất là tinh vi. Nhưng khi chúng ta trang bị một hệ thống báo động là chúng ta chọn sống đẹp lòng Chúa, có một lương tâm không bị cáo trách, thì rất dễ cho chúng ta để chúng ta cái đèn báo cũng như là tiếng còi báo của hệ thống báo động đó nó lên tiếng, và cho chúng ta thấy rằng ô điều này tôi không thể thực hiện được, thì Chúa Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta và chúng ta có thể thấy được những cánh cửa Chúa mở ra để chúng ta dùng cái cửa đó, chúng ta thoát ra khỏi cái bẫy rập của ma quỷ mà chúng ta có thể đang ở trong cái chỗ đó. Khi chúng tôi cố vấn cho thanh niên thì chúng tôi cũng thường nhắc nhở đó là hãy quyết định sống đẹp lòng Chúa trước, hãy quyết định sống không phạm tội với Chúa. Thì khi hai người đi chơi riêng, nếu chúng ta không quyết định trước mà chúng ta chờ cho đến lúc thì cái việc nó rất là nóng bỏng, mà lúc đó chúng ta mới làm cái quyết định thì nhiều khi nó đã quá trễ. Hãy quyết định trước để rồi chúng ta không phải làm những quyết định từng lúc một. Quyết định của chúng ta nhắm vào mục tiêu sống trong sự kính sợ Chúa, sống trong sự nhận biết rằng mình sẽ trả lời ở trước mặt Chúa, trước tòa án của Đấng Christ, sẽ có một cái ngày mà chúng ta đứng ở trước mặt Chúa để trả lời trước mặt Ngài. Sống như thế nào để lương tâm của chúng ta không bị trách móc ở trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Tôi tin rằng đời sống đó đang bắt đầu cất cánh lên cao trong ơn của Chúa. Thứ tư, tôi khuyến khích anh chị em đó là hãy nhắm vào sự trọn vẹn. Ở đây là chỗ mà nhiều người đã buông tay. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 câu 11 nói rốt lại hỡi anh em. Chữ rốt lại tới đây là tóm tắt những điều ông đã nói ở trên. Rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá đeo đến sự trọn lành. Hãy yên ủi mình, hiệp một trong tâm tình, ở chỗ hòa thuận, thì Đức Chúa Trời của sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi mà tôi khuyến khích anh chị em ở tại đây đó là tại sao cơ đốc nhân ngày nay gặp khó khăn và không chấp nhận điều này? Họ nói rằng tôi là ai mà lại sống một cách trọn lành được, hay là sống một cách trọn vẹn được? Con người là bất toàn mà. Đúng, con người của chúng ta là bất toàn. Nhưng chúng ta là những người được cứu, đã được chuộc. Chúng ta là một tạo vật mới trong Chúa. Với sự giúp sự của Chúa, chúng ta có thể sống và tiến tới sự trọn lành.
Nó là mục tiêu mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Bây giờ công việc của chúng ta là chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta cứ tấn tới cái chỗ trọn lành đó. Rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành. Cảm ơn Chúa. Như vậy trọn lành có thể thực hiện được. Chúng ta có thể sống ở trong sự trọn vẹn được. Không phải bởi sức của chúng ta, nhưng bởi sức của Chúa, bởi kính sợ Chúa mà chúng ta có thể sống như vậy. Phải biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì có sự giúp đỡ ở trong Đấng Christ. Chúng ta nhớ bối cảnh của núi Sinai. Khi Chúa từ trời ngự xuống, khói lửa làm cháy đi đỉnh núi Sinai bởi sự hiện diện của Ngài. Thì lời của Chúa mô tả cho chúng ta đây trong Hebrew chương 12 câu 18 cho đến câu số 33 như sau. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được. Cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ý, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe điều này xin đừng nói với mình nữa. Chúng ta nhớ dân sự. Họ nói với Môi-se, xin Chúa đừng phán thêm một lời nữa, chúng tôi chết hết. Ông hãy đi nghe Chúa phán rồi ông kể lại cho chúng tôi. Họ sợ. Câu 20, vì họ không chịu nổi lời phán này, dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp. Đến nỗi Môi-se nói rằng, ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Và đây là phước hạnh anh em. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn của người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Câu 25, anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu những kẻ kia tự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thai, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rung động cả đất. Hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ làm một lần nữa. Tỏ ra rằng các vật đang, xin lỗi, ta sẽ một lần nữa chẳng làm rung động đất mà thôi, nhưng cũng làm rung động đời trời nữa. Và trong chữ còn lại một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không thể rúng động được còn lại. Câu 28, như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chúng ta nhớ cảnh trạng đó, Chúa ngự xuống trong vinh quang của Ngài, trong sự thánh khiết của Ngài, thì núi Sinai bốc khói. Khi tôi đi xứ Do Thái, người ta nói rằng đó là đỉnh núi Sinai ngày xưa đó, vì thấy rằng cho đến bây giờ đỉnh núi nó không có một cây cỏ nào có thể mọc lên được, vì sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trên đỉnh núi Sinai. Nhưng cảm ơn Chúa, ngày xưa dân sự sợ nghe tiếng Chúa phán, vì tiếng của Chúa vang ầm, tiếng của Chúa uy nghi, và họ sợ về điều đó. Nhưng cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời bởi đấng trung bảo là Đức Chúa Giê-xu, đấng đã dâng máu huyết của mình để rửa tội cho chúng ta, đấng xưng công bình chúng ta, đấng làm cho chúng ta được đứng vững ở trước mặt Chúa. Chúng ta không thể nào tự chúng ta sống một cuộc sống trọn vẹn được. Nhưng khi chúng ta kính sợ Chúa và bởi giao ước mới mà Đức Chúa Giê-xu đã ký cho chúng ta có thể đến gần ngôi ân phước để nhận được ơn trong thời giờ có cần dùng. Chúng ta có thể đến gần sự hiện diện của Chúa, không phải bởi sự công nghĩa cá nhân của chúng ta, nhưng bởi những gì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm cho chúng ta. Khi chúng ta có huyết của Đức Chúa Giê-xu bôi trên đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời Thánh Khiết nhìn xuống chúng ta, Ngài không còn thấy chúng ta nữa, nhưng thấy huyết của Đức Chúa Giê-xu bao phủ cuộc đời của chúng ta. Là quyết lên tiếng nói tốt hơn của A-bên. Quyết đó vẫn còn lên tiếng cho chúng ta, để chúng ta có thể đến gần Chúa, để chúng ta có thể được Chúa Ngài ban phước, để chúng ta có thể sống một đời sống trọn vẹn. Bây giờ trong lời của Phaolô cầu nguyện cho anh em
ở trong Côrintô thứ nhì chương 13 câu số 9. Và điều chúng tôi cầu xin ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô thấy các tín hữu tại thành Côrintô cần, cho nên ông cầu nguyện cho họ. Và điều chúng tôi cầu xin, ông xin để làm gì? Ấy là cho anh em được nên trọn vẹn. Nếu nó không thể thực hiện được như một số người quan niệm thì chúng ta thất vọng. Nhưng cảm ơn Chúa có thể thực hiện được bởi sự cầu thay, bởi sự cầu nguyện, bởi quyết tâm của chúng ta sống một cái thánh khiết ở trước mặt Chúa. Thì Chúa ngày sẽ đem chúng ta mỗi một lúc chúng ta được tăng trưởng lên, chúng ta được biến hóa, trở nên giống như Đức Chúa Giêsu hơn. Và Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục trang điểm làm cho chúng ta được trọn vẹn. Trở lại với sự nhắc nhở, Ngài Đức Chúa Giêsu Ngài trở lại để tiếp rước hội thánh. Ngài trở lại để tiếp rước một hội thánh không tì, không vết, không chỗ trách được. Như vậy là Chúa đòi hỏi hội thánh của Chúa là trọn vẹn, không tì, không vết, không chỗ trách được. Đức Chúa Trời sẽ không đòi hỏi một cách vô lý nếu chúng ta không thể làm được. Mà chúng ta đã có được ở trong đức tin. Ai trong Đấng Christ thì là nấy được dựng nên mới. Mọi sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta đã có địa vị đó rồi. Bây giờ hãy nhắm mục tiêu của chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa, sống một cách như thế nào để lương tâm của chúng ta không bị trách móc ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt mọi người. Chúng ta chọn sống một đời sống trọn vẹn. Chúa Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta. Bài hát là ấn trung bảo đã giúp cho chúng ta về địa vị của chúng ta trước mặt Chúa rồi. Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được. Một trong những thái độ nguy hiểm mà chúng ta phải xét lại, đó là thái độ tốt đủ thôi. Có nhiều người nói rằng trọn vẹn thì không thể nào có được, cho nên mình ráng cố gắng sống như thế nào tốt đủ thôi. Nhưng vấn đề của chúng ta tại đây nguy hiểm ở cái chỗ là cái tốt đủ của chúng ta chưa chắc gì nó là tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và nhớ sẽ có sự phán xét. Chúng ta phải chọn sống như thế nào để đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cứu Chúa Giêsu của chúng ta đã đắc thắng tội lỗi. Hiện nay Ngài đang ở trong chúng ta. Hãy quyết tâm chịu đóng đinh và tội giá với Đấng Christ để rồi nay chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà là Đấng Christ sống ở trong chúng ta. Ngày nào chúng ta còn sống ở trong xác thịt này, đó là chúng ta sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài cho chúng ta. Anh chị em yêu dấu, cảm ơn Chúa Giêsu, phải không? Ngài yêu chúng ta và Ngài đã làm trọn công việc của Ngài để chúng ta có thể kết quả thành công trong một cuộc sống trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Hãy bước vào kế hoạch của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy nhờ cậy Ngài. Hãy chọn chết với con người cũ, sống để Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Và như sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho hội thánh ở thành Côrintô, hôm nay chúng tôi cũng cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta được nên trọn vẹn trước mặt Chúa. Có như vậy, chúng ta mới phản ảnh Chúa cho thế gian đang quan sát, đang nhìn đời sống của chúng ta một cách trọn vẹn. Như là một cái gương. Nếu nó được lau chùi một cách sạch sẽ, thì cái ánh sáng rọi vào, cái gương nó có thể phản chiếu trở lại một cách trung thực nhất. Nhưng nếu cái gương nó dính bụi, dính, nó bị dơ, thì chúng ta thấy rằng cái phản chiếu nó không trọn vẹn được. Chúa muốn cuộc đời của chúng ta trong sạch, trọn vẹn ở trước mặt Chúa để chúng ta có thể phản chiếu mỹ đức của Chúa. Người khác phải nhìn thấy Chúa ở trong anh, trong chị, trong các anh chị em. Chúa Ngài muốn chúng ta có thể phản ánh Chúa một cách trung thực. Đừng để cho những người đời có thể dèm xỉm danh của Chúa nói nặng. Bởi vì đời sống của chúng ta. Thí dụ như nói, sao là người tin lành mà làm như vậy? Tại sao cái người đó đi nhà thờ mà làm như vậy? Ngược lại một bức ảnh tuyệt vời. Người đó có một đời sống rất là chuẩn mực, rất tốt, bởi vì là người tin lành. Cái hình ảnh thứ hai chúng ta thấy rằng tuyệt vời, và nó sẽ đưa chúng ta lên một cái diễn đàn mà chúng ta có thể tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong ơn của Chúa. Điều thứ năm, chúng ta hãy đặt một mục tiêu nhắm vào một đời sống yêu mến gây dựng hội thánh của Chúa. Đây là mục tiêu cao hơn
mà chúng ta đang có. Lối sống bình thường của một cơ đốc nhân chưa trưởng thành ở trong Chúa, thì chúng ta cứ muốn sự chú ý của mục sư, của hội thánh vào mình. Chúng ta muốn chúng ta phải được phục vụ, chúng ta phải được tôn trọng, chúng ta phải được hoan nghênh như là một người khách quý. Và chúng ta thấy rằng chúng ta muốn tất cả sự chú ý của mọi người hướng về chúng ta. Ở trong các cháu của chúng tôi, khi chúng còn nhỏ, chúng tôi cũng thấy hình ảnh này. Dù khi tôi đang chú ý đến một cháu nào, thì các cháu khác thế nào cũng có một đứa nó cũng lên tiếng, nó cũng nói to hơn, mà nó kêu papa. Thế tôi cũng phải nhìn lại và thấy ra rằng nó muốn nói rằng xin chú ý đến con nữa. Vì trẻ con là như vậy. Nhưng còn chúng ta là người lớn, chúng ta có một thái độ và lối sống khác hơn không? Chúng ta sống hướng ngoại, chúng ta sống vì lợi ích của những người chung quanh, và chúng ta để cái sự chú ý của mục sư, của hội thánh đến trên những em bé, những con đỏ thuộc linh. Hay chúng ta cũng ganh tị, chúng ta đòi sự chú ý về mình. Cho nên hãy nhắm vào một cái mục tiêu đời sống yêu mến, gây dựng hội thánh của Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 12, ấy vậy, vì anh em nôn nã, ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Đây là mục tiêu phải có trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ao ước muốn được Chúa ngày sức giàu, ban cho chúng ta quyền năng. Để làm gì? Không phải để kéo sự chú ý về chúng ta, coi nè, tôi có thể làm như thế này, tôi có thể làm như kia, tôi có thể cầu nguyện mừng người ta được lành, tôi có thể như thế này, vân vân. Nhưng anh chị em, đó không phải là mục tiêu của các ơn của Chúa. Các ơn của Chúa là gì? Hãy tìm cho được dư dật, hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để làm gì? Đặng gây dựng hội thánh. Cảm ơn Chúa. Ở đây lời của Chúa bảo chúng ta hãy nôn nã ước ao các ân tứ thiêng liêng. Chẳng những có thôi, nhưng mà tìm cho dư dật các ân tứ để chúng ta có thể gây dựng hội thánh của Chúa. Đó có phải là mục tiêu lên cao của anh chị em không? Chúa ơi, con ao ước được ơn của Chúa càng hơn. Con nôn nã tìm kiếm để được ơn của Chúa càng hơn. Có các ân tứ của Chúa thể hiện trong đời sống của con. Để chi? Để hội thánh của Chúa được gây dựng. Ở khi chúng ta có một cái lối sống hướng về việc yêu mến, gây dựng hội thánh của Chúa, Chúa chắc chắn sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Vì Chúa yêu hội thánh của Chúa lắm. Và Ngài phân phối các thứ ơn cho chúng ta là những phần tử, những hội viên trong hội thánh của Chúa, hội thánh phổ thông của Chúa cũng như hội thánh địa phương. Và Ngài muốn chúng ta gây dựng anh em của mình, gây dựng hội thánh của Chúa. Và khi chúng ta có một mục tiêu rõ ràng như vậy, Chúa, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Vì Đức Chúa Jesus yêu thương hội thánh và Ngài đã phó mình Ngài vì hội thánh. Ephesians chương 5 câu 25, Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Chúa chịu chết cho hội thánh. Cho nên mục tiêu của chúng ta là yêu mến và góp phần vào trong công việc chúng ta gây dựng hội thánh của Chúa. Ephesians chương 3 câu số 21, nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh. Cảm ơn Chúa. Điều này cần phải, cái nhìn này cần phải có trong đời sống của chúng ta. Chúng ta yêu hội thánh của Chúa. Bởi vì Chúa yêu hội thánh, Ngài đã hy sinh vì hội thánh, thì chúng ta là con cái Chúa, chúng ta là những người môn đệ của Ngài, chúng ta cũng cần phải có lòng yêu mến những gì Chúa yêu mến, yêu thương những gì Chúa yêu thương, để chúng ta được Chúa ban phước và sử dụng chúng ta. Nhắm vào mục tiêu sử dụng các ân tứ khả năng để chúng ta gây dựng hội thánh mà Chúa Ngài yêu quý. Điều này cũng nói lên một cái trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Anh chị yêu dấu của tôi cho tôi nói cái điều này. Đừng rước sự sửa phạt của Chúa trong đời sống của chúng ta khi chúng ta làm bất cứ những điều gì làm thương tổn đến thân thể của Chúa. Hãy để ý đến lời nói, hành động của chúng ta. Đừng để cho lời nói, hành động của chúng ta làm thương tổn thân thể của Chúa, làm thương tổn hội thánh của Ngài. Cái công việc của chúng ta là phải gây dựng hội thánh của Chúa. Những gì chúng ta có thể làm được, góp tay vào để gây dựng hội thánh của Chúa. Đừng quan điểm, ô đó là hội thánh của ông mục sư Khánh hay là của ai đó, của mục sư gì đó. Đó là những từ ngữ chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm.
chúng ta nói tắt, rồi chúng ta lại nghĩ theo như cách chúng ta nói tắt. Thông thường chị được hỏi anh chị đi nhóm lại ở đâu, tôi đi ở nhà thờ Mục Sư Khánh. Nhà này là nhà của Chúa, chúng ta thờ Chúa chứ không phải thờ mục sư nào. Nhưng mà chúng ta bởi vì chúng ta muốn nói tắt cho nó nhanh, cái hội thánh của Chúa nơi Mục Sư Khánh quản nhiệm thì nó dài dòng, cho nên mình nói tắt đi nhà thờ Mục Sư Khánh. Rồi chúng ta nói riết, chúng ta lại nhập tâm và chúng ta lại suy nghĩ như vậy: hội thánh không phải là của mục sư, hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta gây dựng hội thánh là chúng ta bày tỏ các thứ ân của Chúa để chúng ta gây dựng thân thể của Ngài. Bởi vì Chúa yêu tất cả mọi người, Chúa yêu hội thánh và Ngài muốn chúng ta góp phần vào trong công việc gây dựng hội thánh của Chúa được lớn mạnh. Hội thánh lớn mạnh là gì? Là một hội thánh có nhiều người được cứu vào trong đó. Hội thánh lớn mạnh là một hội thánh lớn là bởi vì có nhiều người được cứu. Mạnh là bởi vì nhiều con cái của Chúa góp phần vào và khiến cho hội thánh mỗi ngày một mạnh hơn. Xin Chúa cho để chúng ta thấy điều đó, hầu cho đời sống của chúng ta sẽ không lè tè, sẽ không ở trong cái chỗ của một con trẻ ganh tị đòi sự chú ý, nhưng mà chúng ta trưởng thành đủ để chúng ta nói rằng: bây giờ trước đây cái nôi của hội thánh đã nuôi tôi, bây giờ tôi trưởng thành, tôi muốn giữ phần vào trong công việc làm những cái chiếc nôi, làm những cái bàn tay giúp đỡ cho những người mới, những người cần được sự giúp đỡ, để hội thánh của Chúa phát triển không ngừng. Hội thánh càng lớn, càng phát triển thì chúng ta biết rằng là kết quả đó là bởi vì nhiều người được cứu. Chúa Ngài rất muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Ngài muốn hội thánh của Ngài phát triển một cách không ngừng. Cho nên đừng phá hội thánh mà Chúa yêu. Nên cha ơi, nguy hiểm vô cùng nếu chúng ta đặt mình vào chỗ đá nhầm gai nhọn như Phaolô trước kia là Saulơ. Khi ông bắt bớ hội thánh của Chúa, Chúa hiện ra với ông Chúa rằng: sao ngươi đá nhầm gai nhọn? Cái câu này có một cái điển tích của nó. Có một cái cây cho những người điều khiển những con ngựa, gọi là cây đọt. Nó là một cái cây mà phía trước của nó có một cái cây đinh được mài nhọn. Con ngựa nó hay có chiều hướng, có những lúc nó đá ngược. Thì người ta để những cái cây đó ở phía trước của chiếc xe kéo, hầu cho con ngựa nó không đá ngược lại, bởi vì mỗi lần đá như vậy nó sợ bị đau. Và Chúa Ngài dùng hình ảnh này để cáo trách Sauler, sau này đổi tên là Phaolô: sau ngươi đá vào gai nhọn. Và Chúa hỏi Sauler: Sauler, sau ngươi bắt bớ ta? Ông tưởng là ông bắt bớ hội thánh. Nhưng mà Chúa hiện ra thì Chúa Ngài cho ông biết rằng khi ông bắt bớ hội thánh là ông bắt bớ chính Chúa. Sauler, Sauler, sau ngươi bắt bớ ta? Ông hỏi Chúa là ai? Và Chúa Ngài sau khi bày tỏ ra, Phaolô đã đổi hướng, ông đầu phục Chúa. Và chỉ mấy ngày sau thôi trở thành người. Trước đây bắt bớ đạo của Chúa 3 ngày, trước bắt bớ đạo của Chúa 3 ngày sau trở nên người nói về danh của Chúa cho mọi người. Yêu mến hội thánh, gây dựng hội thánh, đóng góp vào hội thánh, đừng làm bất cứ một điều gì phá hại hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa nhiều khi bị đau đớn, tổn thương là bởi vì môi miệng của những người thiếu trưởng thành ở trong Chúa, những hành động của những người thiếu trưởng thành ở trong Chúa. Đừng ngăn trở công việc của Chúa, bởi vì Chúa yêu hội thánh và Ngài muốn, Ngài yêu những người lạc mất. Thì chúng ta, khi chúng ta phá hội thánh hay là chúng ta tấn công hội thánh của Chúa, chúng ta đặt mình vào trong vị trí mà chúng ta sẽ chịu sự sửa phạt của Chúa. Bức ảnh tuyệt vời bên kia của bức ảnh, khi chúng ta đóng góp, khi chúng ta yêu hội thánh của Chúa, chúng ta dự phần vào công việc của Chúa, chúng ta gây dựng thân thể của Chúa, thì Chúa Ngài lại tái đổ đầy, Ngài đông đầy cho chúng ta, bởi vì Ngài thấy được chúng ta sử dụng các ơn của Chúa cho một mục đích tốt, theo những ý định của Chúa. Chúng ta sử dụng các ân tứ Chúa Ngài ban cho bởi Đức Thánh Linh phân phối cho từng người để ai nấy đều được lợi ích chung. Thì Chúa Ngài sẽ làm cho ân tứ của chúng ta là được phong phú và dư tràn.
Cảm ơn Chúa. Tóm lại anh chị em, 5 điều mà chúng ta cần nhắm vào để chúng ta có thể lên chốn cao hơn, để Chúa có thể sử dụng chúng ta một cách lớn lao hơn, để Chúa có thể dùng chúng ta làm nguồn phước cho nhiều người. Nhắm vào thứ nhất, đường hẹp để dẫn đến sự sống. Thứ hai, hãy nhắm vào cuộc sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Cảm ơn Chúa. Như khi nãy tôi nhắc, trước khi chúng ta quyết định làm một công việc gì, chúng ta đặt cái câu hỏi, đó là điều này có đẹp lòng Chúa không? Cảm ơn Chúa. Và vì yêu Hội Thánh, cho nên trước khi chúng ta nói một điều gì, chúng ta cần đặt câu hỏi là điều này có lợi ích cho Hội Thánh không? Và khi chúng ta chọn sống đúng theo như ý định của Chúa, Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Thứ ba, chúng ta nhắm vào một cuộc sống có một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa và loài người. Phải có một lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Thứ tư, hãy nhắm vào sự trọn vẹn. Được. Bởi ân điển của Chúa, bởi quyền năng của Ngài, lạy Chúa, con muốn tiến vào trong một cuộc sống trọn vẹn. Xin Chúa thêm sức cho con. Và Đức Chúa Trời, Ngài sẽ yểm trợ chúng ta khi chúng ta có ao ước đó. Và cuối cùng, nhắm vào một đời sống yêu mến gây dựng Hội Thánh của Chúa. Anh chị em, đó là một đời sống của những người trưởng thành ở trong Chúa. Không gây sự chú ý cho mình, không đòi sự chú ý và chăm sóc của mục sư hay là những người lãnh đạo. Nhưng chính chúng ta trưởng thành đủ để chúng ta chăm sóc những người mới. Chứ không gây cho họ vấp phạm, nhưng chúng ta gây dựng họ để họ sống tăng trưởng lên trong Chúa. Thôi anh chị em, tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ rất vui để ban phước trên chúng ta khi chúng ta có những mục tiêu lớn lao này. Chúng ta quyết định rời cái vị trí của một em bé thuộc linh, đứng vào trong vị trí của người trưởng thành. Ngày xưa mình mới tin Chúa, được chăm sóc bởi những người trưởng thành trong Chúa. Bây giờ mình trưởng thành đủ để chăm sóc những người mới đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Hồi xin Chúa Ngài ban ơn trên hết thảy chúng ta, để chúng ta lên cao, để chúng ta chọn một cuộc sống cao hơn, phước hạnh hơn, trong việc chúng ta quan tâm, yêu thương, phục vụ và nghĩ đến phúc lợi của những người khác, đặt trước phúc lợi của mình. Thì chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước một cách lớn lao. Chúa Ngài sẽ tuôn đổ dầu của Ngài một cách tươi mới trên chúng ta. Chúng ta được sức bằng dầu mới. Chúng ta được ơn ở trước mặt Chúa. Và Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Hallelujah. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em. Cho tôi hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Trải lòng của mình ra trước mặt Chúa. Nếu có chỗ nào cần được hoàn chỉnh, kêu lên với Ngài là Chúa xin giúp đỡ con trong lãnh vực đó. Cho dù chúng con cảm ơn Ngài vì có một cuộc sống tốt hơn, cao hơn mà Cha muốn chúng con bước vào, để chúng con có thể gây dựng Hội Thánh của Chúa, để chúng con có thể trở nên lợi ích cho Hội Thánh của Chúa, để chúng con có thể trở nên những người phản chiếu mỹ đức của Chúa cho những người lân cận của chúng con. Chúng con quyết tâm trong buổi tối hôm nay, con cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng con. Anh chị em yêu dấu, tôi cầu nguyện anh chị em nhắm vào đường hẹp và chọn đi trong con đường hẹp để Chúa có thể ban phước trên anh chị em và sử dụng anh chị em trong ơn của Ngài. Hãy nhắm vào cuộc sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Điều đó giữ chúng ta kính sợ Chúa và biết rằng một ngày mình sẽ đứng trước mặt Chúa và trả lời cho những điều mình phải đối diện. Chào dấu xin thêm ơn, thêm sức cho chúng con, cho anh chị em chúng con. Hãy quyết tâm anh chị em trong thời giờ này, hãy nói với Chúa, bởi quyền năng, tình yêu và ân điển của Ngài, con muốn làm con người trưởng thành đó. Xin cho ban phước. Con quyết tâm sống một cuộc sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Con quyết tâm sống một cuộc sống có một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa và loài người. Con quyết tâm sống trong sự trọn vẹn mà Chúa Ngài đã cho con địa vị mới đó. Xin thêm sức cho con để con có thể sống mà mỗi ngày được trưởng thành trong Chúa, được trở nên trọn vẹn ở trong ơn của Ngài. Con quyết tâm nhắm một đời sống yêu mến gây dựng Hội Thánh của Chúa. Xin sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Thánh Linh giờ này, Ngài thấy những ai đang khao khát,
muốn đời sống của mình phong phú phước hạnh, những cái bình trong sạch để có thể chứa những của báu. Là Chúa ban phước. Vì chúng con ước ao lên chốn cao hơn trong cuộc đời của chúng con. Xin Cha sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Cầu nhân anh em chúng con trong tay toàn năng của Chúa. Và chúng con hết lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa ban phước cho anh chị em. Hãy tiếp tục tăng trưởng ở trong Chúa, trưởng thành ở trong Ngài và trở nên những thí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những buổi học sắp đến của chúng ta. Chúa ban phước trên thế giới anh chị em. Hãy bước qua những cánh cửa cơ hội Chúa mở để làm nguồn phước cho muôn người. Xin kính chào tạm biệt. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.